mà vị luật sư đó họ phải gặp trong cái nghề của họ, thì tôi cũng đoán chừng chừng đoán mò thôi. Tức là trước những vụ án khó thì luật sư bên đối phương đó, người ta cũng đi tìm những cái chứng cứ, những cái tài liệu để họ đánh đổ mình, thì ngược lại mình cũng bôi mình đi tìm những cái tài liệu, những chứng cứ để mà mình đối phó với họ, thì tôi chỉ biết tới đó thôi. Và trên đường đi tìm cái tài liệu thì chắc chắn là nó phải dễ rồi, khó rồi đó, không phải dễ đâu. Cho nên là tôi chỉ biết chừng chừng, nhưng mà cái khó thật sự của ông luật sư tôi đâu có nén đâu. Cũng vậy, mỗi người cư sĩ, làm sao mà biết được như đời sống người xuất gia. Và cái quan trọng nhất là người nói thế này, phải sống chung, phải biết đức hạnh của một người. Mấy cái này phải ghi, nếu mà mình có lòng mình học sống chung, phải sống chung mới biết đức hạnh của một người nào đó. Rồi cái gì nữa, rồi phải chung nghề. Phải chung nghề, rồi cái gì nữa, phải cùng trải qua hoạn nạn, rồi cái gì nữa, phải cùng trao đổi trò chuyện đó, đó là những cái đó đó. Đức Phật xác nhận như vậy, tức là để hiểu được một người nào đó, đó thì mình phải là có nhiều lớp. Một là mình phải sống chung nè, rồi phải cùng làm việc chung nè, tức là chung nghề đó, rồi cùng trải qua hoạn nạn nè, rồi phải cùng cùng họ trao đổi trò chuyện. Chỉ còn mà lấy mắt mình nhìn á, mà lấy mắt mình nhìn á thì khó khăn lắm, tại nó lấy mắt mình nhìn thì khó lắm, rất là khó. Cái bài ca thì bà con ai cũng hiểu được hết, không có cần giải thích thêm, là trong chú giải cũng nói gì nhiều. Chẳng hạn như bữa hôm, hôm trước tôi có nói một chuyện mà không biết các vị có thấy không, có còn nhớ không? Tôi tiếc cái chỗ là tại sao mà có nhiều cái chỗ nó đơn giản mà ngài nói biết là rõ, có nhiều nhiều có những bài kinh mà khó cũng chết luôn mà ngài nói sơ sơ thôi. Chẳng hạn như đây ngài giải thích thế nào là hưởng dụng, nào là sử dụng với dầu thơm, nước hoa, hương liệu, mỹ phẩm tùm lum, mà ngài thích gì cho nó kỹ cái đó mình nói cạnh, chỉ cái đó chỉ nói phớt vào thôi. Ngài còn những chỗ chỗ nó khó le lưỡi thì ngài làm lơ, cái nó mới động trời. Còn có nhiều chỗ ngài bỏ công ra, ngài ngồi ngài kể cái chuyện Nam Tào Bắc Đẩu, còn cô kia dòng họ đó, ông đó ông có họ hàng hang hóc với ông kia làm sao đó. Thôi cái đó là Phật giữ Phật tri, thánh giữ thánh tri, mình mới biết. Bây giờ đó là cái kinh đó đại khái đó, nó có một nội dung như thế này: để đánh giá một con người nhé, thì mình phải nhờ đến những cái điều kiện cần thiết nhé, chứ không phải muốn là được đó. Để hiểu được một sự kiện, một vấn đề thì ta cũng phải cần đến một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện nào đó để có được một cái tâm thái thích hợp. Các vị có hiểu chữ tâm thái không? Chứ tôi còn nhớ Mỹ là có một câu thế này: muốn hiểu được một người ấy, thì anh phải xỏ cái chân của anh vô trong cái đôi giày của họ. Cái câu nó cũng gần gần có giống mà cũng có thể áp dụng cho bài kinh này, như là một chút gợi ý nha. Tức là muốn hiểu được một người thì mình phải phải thử đặt cái chân mình vào đôi giày của họ để mình biết. Ý của cái câu nó nghĩa là vậy đó. Vậy đây cũng vậy, muốn hiểu được một người, muốn biết được một chuyện thì ta cần đến một bối cảnh, một điều kiện nào đó, chứ không phải là là tùy tiện vỏ biên. Mình thế nào mình dùng cái cách vỏ biên được. Cái đây chuyện này là quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ nào? Trong đường tu của mình, trong đời sống của mình, làm sao mình cũng có những lúc mình cần đến thầy đến bạn nha. Buôn các bạn bán có phường, phải cần chứ. Nhưng mà mình không có khả năng đánh giá đó thì mình dễ bị là bé cái nhầm, bé cái nhầm đó. Hồi nó những cái nhiều cái mình đi xe mà lầm chuyến thì mình chỉ mất một chút thời gian thôi, mất một chút tiền thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua lầm cái vé máy bay đấy, vậy nghĩ ra rồi mua lộn mà vậy nghĩ cho nó động trời không? Nếu mà đi lộn với máy bay thì như vậy, mình bay đi Nhật mà bây giờ mình mua lộn
bay đi Thượng Hải thì cũng vòng vòng châu Á, thì mình ra nó cũng mắc công rồi, mà mua lộn cái vé đi qua bên Nhật, bên Đức thì nó lớn chuyện ở nào. Nhưng mà dù sao nó cũng không có thê thảm cho bằng lấy nhầm người làm vợ, lấy nhầm người làm chồng, lấy nhầm người làm sư phụ, lấy nhầm người để mà giao phó niềm tin rồi buôn bán, rồi coi người ta là đối tác, rồi khi là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, tiền mất tật mang. Cho nên cái khả năng mà đánh giá, quan sát đối phương nó cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nhớ có một dịp nào đó tôi từng nói qua chuyện này, có nghĩa là trong đời của mình á, có nhiều dịp để mình làm cái bầu cử lắm, đi bầu cử đi bỏ phiếu đó, ví dụ như là mấy sự tự do đó, chính người dân á, là cái người quyết định cái vận mệnh của đất nước qua những cái lần bầu cử, bỏ phiếu, bầu bán ai đó. Chứ mà mấy xứ mà tào lao mình mới nói, người ta cũng bài bầu cử dùm chính họ, nó biết ai lên ngồi ghế đó rồi. Thôi mấy xứ xứ đỉnh cao mình không có nói, nó mấy xứ thấp thấp á, ví dụ như Mỹ nè, Nhật, Anh, Pháp, Đức và Thái Lan nè, là cái chuyện mà mình đi bầu cử bỏ phiếu quan trọng lắm, bởi vì chính cái người đó họ quyết định về cái vận mệnh của dân tộc, đất nước trong mấy năm trước sắp tới đây. Nhưng mà nó có một cái loại một có một trường hợp nữa, cái bầu cử nó rất là quan trọng, đó là năm bảy cô mình quen đó, tại sao mình chọn cô A mà không chọn cô B, đó có tôi đó cũng là một cái bầu cử, mình bỏ phiếu cho cô A để mình cho cô điểm cao nhất, để rồi mình đem cô về làm vợ. Rồi năm bảy người đàn ông mình quen, tại sao mình chọn cái thằng tèo mà không chọn thằng khác làm chồng, là tại sao? Thì chính cái đó đó tôi vẫn gọi là một trường hợp bầu cử đó, mình bỏ phiếu mà có những cái trường hợp bỏ phiếu mà nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng cho cả cuộc đời của mình nha, quan trọng lắm. Rồi năm bảy trăm ngàn cuốn sách, nhưng mà tại sao mình không đọc, mà mình lựa nhầm nghiên cứu đó mình đọc, có bao nhiêu lĩnh vực, có bao nhiêu cái ban ngành chuyên môn để mình theo dõi, mình đam mê, mà tại sao mình lựa cái ngành đó. Cảm ơn Dũng mời cuối mùa nha. Cảm ơn. Thì là tại sao mình lại thích cái đó, thích cuốn sách đó, thích tác giả đó, tại sao? Đó là một sự bầu cử nhé, đó là một sự bầu cử. Cho nên mình thích một cái thể loại phim nào đó, một cái thể loại tiểu thuyết, văn học, một cái lĩnh vực nào đó để mình theo đuổi trong đời mình, đó cũng là bầu cử, đó chính là bỏ phiếu, đó chính là sự chọn lựa. Nó thông qua cái khả năng đánh giá, nhận thức, phán đoán, là giám thức của mình nha. Giám thức, chữ này chữ giám thức, chữ này, nghe chữ này chưa? Chữ giám thức là vậy đó, giám thức là nó gần giống như nhận thức, đánh giá đó, mình gom chung là giám thức, quan trọng lắm. Cho nên bài kinh này lý qua thì dễ hiểu rồi, nhưng mà phải nhớ bài kinh này là một trong những bài thần chú mà mình phải nhớ trong đời của mình nha, là phải cần đến cái nội dung bài kinh này. Gom lại một câu thôi, là chúng ta luôn luôn phải cần đến một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó để có thể hiểu thấu được một người một việc, chứ đừng có cẩu thả để rồi mang hận một đời. Tôi sợ nhất là một lúc nào đó mà mình hát lại cái câu ca dao đó, là tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Cái câu này đó là ta nói về cái tình cảm, nói về cái ý nghĩa tình cảm nam nữ đó. Thì cái câu này đó với tôi đó là nó giống như câu thần chú như vậy đó, rồi về nhiều mặt lắm nha. Một cái đời tu mà hoang phí thời gian trên những cái chuyện tào lao thiên tướng thì cũng đáng để mà đọc tụng cái câu này mỗi đêm. Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Cái câu đó nó hay vô cùng, tức là theo đuổi một đời, theo đuổi cái lý tưởng chính trị, văn xã hội, vân vân rồi vân vân, để rồi một chiều mưa, một đêm khuya nào đó mới bàng hoàng sững sờ nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay ta đã lầm, ôi thôi rồi nổi sôi. Ok, cho xin bài kinh tiếp theo, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cho xin bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh năm vua. Bài kinh này cũng đáng đáng để mình để mắt tới một chút. Mỗi bài kinh như vậy đó, nếu mà mình cứ khư khư mình ngó cái chánh văn là một, thấy ngó rồi bận tâm đến cái chiều dài là hai, thì thấy ngán. Nhưng mà nếu mình nhớ rằng thì là
cái mỗi bài bài kinh thì có một nội dung ngắn gọn đó, thì cái ngắn gọn đó đáng được xem là thần chú nha, thần chú để sống ở đời và để tu tập ở trong đạo. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng vua Ba Sen nó đi làm ông vua của một cái quốc gia lớn nhất, của cái vương quốc lớn nhất cái xứ Ấn Độ thời đó. Xứ Ấn Độ thời đó có vô số cái tiểu quốc, vô số, mà đặc biệt trong đó thì nó có 16 nước được xem là lớn nhất. Thì trong 16 nước lớn này nè, nó cái xứ Kosala của vua Ba Sen nó đi được cái xứ hùng mạnh nhất, giàu có nhất, phồn vinh thịnh vượng nhất. Thì mấy ông vua kia thỉnh thoảng giống như chư hầu vậy đặt tới thăm ông, thì mỗi ông nói có những cái cuộc mà khi mấy mấy ông này gặp nhau có những cái cuộc nói chuyện trao đổi đàm đạo đó, thì các vị thấy thì họ trong mỗi lúc mà trà dư tửu hậu thì mỗi người cũng nói một chuyện điều tâm đắc, nó là cái suy nghĩ của mình. Tại sao đó ông vua đó, ông vua Ba Sen đi ông mới đem cái nội dung của cái buổi mà đàm đạo đó đến thưa lại với Đức Phật. Ông nói bạch Thế Tôn, thì chúng con đã có ngủ nói chuyện như vậy đó. Thì trong đó có người họ nói đó là cái nhìn đó là nó quan trọng cái nghe. Các ông thì ông nói cái nghe nó quan trọng cái nhìn, các ông thì ông nói là cái mùi thơm nó quan trọng hơn là cái vị, mà ông nói như ông nói cái vị nó quan trọng hơn là cái mùi. Có ông nói là cái xúc chạm, cái mà mình cái xúc giác nó quan trọng hơn là cái thính giác. Có ông nói cái thính giác nó không bằng cái khứu giác, có ông nói cái khứu giác nó bằng cái vị giác, có ông nói vị giác nó không bằng cái xúc giác. Mình cứ vòng vòng vậy đó. Thì khi mà ông đem đến ông thưa với Đức Phật, ông đem thưa với Đức Phật để ông chờ đợi ở ngài, ông chờ đợi ở ngài một cái đúc kết, một cái kết luận. Bởi vì trong lòng ông Đức Phật chính là cái chỗ mà ông có thể tìm thấy, chỗ mà ông có thể tìm thấy cái câu trả lời sau cùng. Nhưng mà các vị biết trong cái câu, trong cái chú giải mà của trong cái chú giải mà của bài kinh này nè, nó có một cái vấn đề rất là quan trọng nha, có một vấn đề rất là quan trọng, đó là tôi sẽ nói vấn đề đó sao. Bây giờ tôi trở lại bài kinh này, cái là chính văn một chút, tức là theo đây mình thấy đó, mỗi ông vua đó tâm đắc một điều mà năm ông vua này mình có thể hiểu nhầm, mà ông chính là đại diện cho tất cả chúng ta trên cái thế giới này. Có người thì họ coi nặng cái chuyện ăn uống, có người thì coi nặng cái chuyện y phục, cái trang phục đó, mặc sao cho nó đẹp, đồng hồ, mắt kính, giày dép, xách tay là phải ngon lành, nhịn đói cũng được. Cái này là tôi biết, tôi biết chắc chắn có người như vậy, họ coi nặng hình thức lắm. Làm sao mà bước ra đường áo quần phải cho nó ngon lành, tinh tươm chỉnh chu, sang trọng đắt tiền bảnh bao. Còn có người đó thì ăn mặc sao cũng được, nhưng mà chiếc xe đó phải là cho nó tới nơi tới chốn. Rồi còn có người nghèo, quá nghèo đó thì họ không có thể đầu tư nhiều cho chiếc xe, họ đầu tư cái phone thôi. Làm sao mà thời này mà có cái iPhone 5 đó, cái iPhone 5 nó là cái nhìn nhất nhé nhé. Rồi bao là có cái tháp lịch Samsung là của Apple, miễn là có cái tháp máy rồi nha, sao cũng được, nhịn đói cũng được, ăn ăn mì gói mà xài cái iPhone 5. Rồi có người thì không ai ngờ là bao nhiêu gia tài của họ chỉ đổ ra cho một thứ thôi, là sưu tập nước hoa. Chuyện này có thật, chuyện này có thật, là trên đời này đối với họ có gì mà nó quan trọng bằng nước hoa. Nước hoa có cái mùi họ thích, họ họ sưu tập đã đành, mà kể cả những cái mùi họ không thích mà chỉ cần đó là cái hiệu thôi họ cũng sưu tập. Bởi vì để họ với họ đó, cái nước hoa nó là một cái thế giới mà không sao cưỡng nổi. Này tôi nói giống như lạc đề, nhưng mà tôi muốn đang nói về cái đam mê của chúng sinh. Mà vì sao tôi coi nặng cái đó, là bởi vì cái câu này thì là cái câu quý vị phải nhớ, cái câu này, câu này nếu mà ai viết nhanh viết giùm tôi nha. Tùy theo cái khuynh hướng tâm lý của bản thân, tùy theo cái tiền nghiệp quá khứ, tùy theo cái môi trường sống hiện tại, gồm có giáo dục gia đình, bối cảnh xã hội, giao tiếp bè bạn, thì tất thảy những cái điều kiện này nè,
nó mới dẫn đến cái chuyện chúng ta thích cái gì và ghét cái gì đó. Nó lớn diện rồi đó, bắt đầu nó lớn diện rồi đó. Và từ chỗ chúng ta thích cái gì, ghét cái gì thì nó mới tạo nên cái nhân cách của chúng ta. Nó tạo và từ cái nhân cách nó tạo nên cái định phận của chúng ta nhé. Mà từ cái chỗ mà những gì mình thích mình ghét nó tạo nên cái nhân cách, nó tạo nên cái định phận của mình ấy, thì cũng có nghĩa rằng thì là nó tạo nên cái tương lai và nó mở ra một cái con đường luân hồi để chúng ta có cái hình dáng mặt mũi dung nhan như thế nào nha. Quan trọng để cái này đấy, thì cái này nó quan trọng chỗ đó, chứ không phải mình chỉ đọc phớt phớt qua một chỗ đó là nói cha nói ý thì như vậy thì nghèo quá. Mạnh đây mình nó có một câu đó, được coi mấy cái người nào mà họ boss cái chú giải lên này chưa đủ đâu, các vị cho xin thêm đoạn nữa đi nha, chú giải cho xin thêm đoạn nữa đi, chú giải kiểu này thì chưa 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 có phê lắm. Trong đây nó có một cái đoạn rất là quan trọng, ở đây nó có một cái đoạn rất là quan trọng mà quý vị bắt buộc, quý vị bắt buộc phải biết, các vị bắt buộc phải biết. Chứ tìm không có ra cái đoạn này ha, chắc chắn nó nằm trong đây này. Kỳ ha, kỳ vậy ta, cái đoạn đó là quan trọng lắm. Trong cái bài kinh này nó có những cái chỗ rồi, rồi các vị đừng có đụng tới nó, nếu mà thấy đủ rồi, nếu mà thấy đã boss lên hết thì đừng có đụng, đừng có boss lên hết để nó chạy, tôi khó tìm nó lắm. Kỳ ha, đúng là tôi nói miệng được mà đi, tôi muốn cho tiền cái bản Bali. Mà cái này là cái này tôi muốn biết, cái này là Tika hả Tất Cả Tha đây, tôi đang tìm cái Tất Cả Tha đó. Có nhiều bữa quý vị boss lên hình như là Tika nhé. Cái Tất Cả Tha đó, cái tôi tìm là Tất Cả Tha chứ không phải là Tika. Alo, tôi đã tìm thấy mà tôi không biết làm sao mà tôi copy được cái máy này, tôi không có copy được cái này. Tìm thấy rồi mà biết làm sao copy đây, thì cái này nó hơi kỳ lạ thì không copy được. Ha, này không copy được, không có con chuột ở đây, nó khổ quá khổ. Ok, coi như là cái duyên số nó không có, nó không cho phép rồi. Mà nó la một chút đã ra ra click rồi, đã làm đủ rồi mà nó không có, mày đào rồi chứ. Ok, tôi chỉ đọc cho biết thôi, trong chú giải nó có một cái chỗ nói thế này: e căn tato và nát
quý ba cái chất tăng ít tha nít thắng và đức chinh nạch tí. Vấn đề đó, cái chuyện mà mình nói đó không là cảnh xấu á, thí dụ như đó là cái mùi đó, mình mùi đó là mùi thơm hay là không thơm hả, thì cái chuyện thơm hay là không thơm, cái vị đó, cái món đó nó ngon hay không ngon đó là sở thích của mỗi người nha, sở thích của mỗi người. Nhưng mà đó, cái cảnh đó đó được xem là cảnh tốt hay xấu theo A Tỳ Đàm á, thì nó không có phải là sở thích của mình, mà nó chính là cái tâm nào đã biết nó. Không biết cái này nó là tôi nói cho cái người nào có học A Tỳ Đàm chứ không học A Tỳ Đàm thì cái này giống như vịt nghe sấm thôi, tôi vẫn gượng ráng mà nói. Có nghĩa là theo cái người ngoài đời không có học ngành gì hết đó, không có học A Tỳ Đàm ấy, thì họ cái nào họ thích đó, thì cái đó là cảnh tốt, cảnh vừa ý. Ví dụ như bây giờ thích ăn mắm đi, hoặc là thích ăn sầu riêng đi, thích ăn chao đi, thì đó là cảnh tốt. Là họ cứ tưởng là cái đó tôi thích ăn cái đó, mà bây giờ tôi có được cái đó tôi ăn á, thì cái đó là do phước, đúng không? Tôi nói lại, tôi thích ăn cái món đó mà bây giờ tôi lại có cái món đó trước mặt để cho tôi ăn, thì đó là cái phước của tôi. Đó là ngoài đời hiểu như vậy. Nhưng theo A Tỳ Đàm thì chưa chắc. Bởi vì cái món đó mình thích thiệt à, nhưng nếu mà cái tâm mà ghi nhận cái tâm vị, cái tâm thiệt thức đó, tức là cái tâm mà biết cái cảnh vị đó, mà cái tâm đó nó là lúc mà mình ăn cái món đó mà mình ăn bằng cái thiệt thức quả bất thiện đó, thì cái cảnh đó được gọi là cảnh xấu. Không biết tôi nói trong lúc nghe kịp không, thí dụ như bây giờ trong đây có nói rõ thế này đó, kinh cha bí hí mít tha đế thi ca bút khang qua ma chê đi tê chê bí gia bi bí qua u la ra ni a ra ma na ni bí sva. Đấy, một người mà tà kiến á, mà họ có nhìn thấy Đức Phật Chư Tăng hay là những cái ngôi đại bảo tháp, hoặc là những cái u la ra ni a ra ma na ni, những cái quan cảnh mà hoành tráng, những cái quan cảnh mà đặc biệt như là lễ lạc đại tăng cúng dường gì đó, thì ác khe khi mi pi đa hạt tí đô mà nó sang a ba chật tí thăm ma sắp tăng số toa canh nê ta kìm tí, thì dầu cho họ không họ muốn, họ quý, họ nhắm mắt khi họ nhìn thấy, họ không muốn nhìn nữa, họ nhắm mắt lại, và khi nghe người ta giảng thì họ bịt lỗ tai họ lại, thì sao, thì dầu sao đi nó, thì cái phạm âm của Đức Phật á, là cái âm thanh của Đức Phật á, đối với họ nó vẫn là cảnh tốt. Cái hình ảnh của Đức Phật, 32 tướng của Đức Phật vẫn là cảnh tốt. Có một điều họ không biết, họ không thích ngài thì họ ghét, họ muốn nhìn ngài nữa, đúng. Nhưng mà cái tâm mà nhìn thấy Đức Phật đó, thì theo trong A Tỳ Đàm nói rằng cái con mắt của mình nó không có thấy như là mình hiểu đâu nha, nó chỉ chụp hình thôi. Còn mình biết xin lỗi, mình biết đó là cái cảnh gì, mình biết đây là cái hoa, hay là đây là cái lá, đây là cái chồi non, đây là cái cọng rơm, đây là cái tấm giấy, vân vân. Thì cái chuyện mà biết đó là nó qua tới một loạt mấy cái process, những cái tiến trình tâm thức sao đó nữa. Còn cái con mắt của mình đó, thì nó chỉ chụp hình thôi, nhớ nha, ai học A Tỳ Đàm thì biết cái này. Cái con mắt mình đó, nó chỉ là làm việc chụp hình thôi. Còn cái chuyện mà đánh giá, nhận xét cái hình ảnh đối tượng đó, thì nó thuộc về cái đời sống của ý thức. Cái còn cái thị giác của mình nó theo A Tỳ Đàm thì nó rất là máy móc, nó không có làm được cái chuyện phân tích đây là đẹp, đây là xấu, đây là thích, đây là không thích, nó làm gì nó không được. Tuy nhiên đối với cái cảnh nào mà nó do cái nghiệp lầm quá khứ đó mà nó tạo ra cho mình đó, thì mình sẽ ghi nhận cái cảnh đó bằng cái tâm lành, bằng cái tâm quả thiện. Còn đối với những cái cảnh nào mà nó do nghiệp xấu quá khứ nó tạo ra đó, thì mình sẽ cái tâm bằng cái tâm nhãn thức bất quả bất thiện, quả bất thiện chứ không phải là bất thiện mà là quả bất thiện. Nói sâu quá bà con ngủ hết nha, cho nên tôi chỉ nói vậy thôi. Cho nên suy nghĩ tôi coi cái đoạn này quan trọng là bởi vì từ đó giờ nó có một cái tranh cãi như thế này, là được gọi là cái cảnh tốt là sao. Thì có người nói cảnh tốt là nó tốt là do bản thân cái cảnh đó, còn có người nói nó tốt là do cái người biết cái cảnh đó. Thí dụ như bây giờ có người nó họ nói cái hoa đó thì dầu mình có thích hay không thích thì nó vẫn là cảnh tốt. Có người họ nói không, cái nào tôi thích thì cái đó mới là cảnh tốt. Nhưng mà ở trong chỗ này thì các ngài giải thích không cho cái hoa mà cũng phải là do mình thích hay không thích, mà nó nằm ở cái chỗ là cái hoa đó được mình biết bằng cái tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện. Thì chính cái chỗ này nè
Đó, trong đây mới nói là quý ba các chức tăng ít tha đến thằng parichin là tí chính cái tâm quả đó ngũ song thức ấy, nó mới là quyết định cái cảnh đó là cảnh tốt hoặc cảnh xấu. À, rồi trong đây mới cho cái ví dụ một người mà tà kiến nó dù họ có ghét Đức Phật đi nữa nhưng mà trong lúc mà họ nhìn ngài đó họ vẫn nhìn bằng cái tâm nhãn thức quả thiện. À, còn dù ta xuống cái đà là dù gu tới gan năng kha di ta ba ga tu tung lên sa ma tu so ma nấu sa cha ba hồ tới gu tới đa sa di ma nan đi sang chắc quyền nhà nằm tất sa gan hạ kha ni kha na quyền nhà nằm a cú sa lưu ba ca mi ba. Có nghĩa là còn đối với những cái loài mà nó dơ như là heo hay là chó chẳng hạn thì thân nó thích lắm, nó vui lắm nha, nhưng mà cái tâm mà cái tâm tỷ thức, cái tâm thiệt thức nghe mùi và nếm vị của mấy cái con thú đó, đó khi mà nó đang ăn phân vẫn là tâm quả bất thiện, do cái tâm quả bất thiện nó mới khiến cho hôm nay những cái loài này nó phải thích cái món đó và tuy thấy mình thấy nó ăn ngon làm thiệt, nhưng mà cái tâm mà thưởng thức, những cái tâm mà thưởng thức, cái tâm mà ghi nhận cái món phân đó đó thì vẫn là cái tâm quả bất thiện nha. Nó thấy nó ăn ngon làm thiệt nhưng mà cái tâm mà đón nhận cái cảm đó, đó vẫn là tâm bất thiện chứ không phải cái nó thích ăn ngon là mình cho đó là cảm tốt nha. Tôi đây nói rõ như vậy. Ok, nói cầu may thôi chứ còn tôi cũng không có tin ở đây quý vị nghe nổi cái đoạn này đâu, nó nhức mình lắm nha. Coi như nãy giờ giống như trời mưa mà sấm vậy đó, dịch mình đám dịch nó nghe sấm vậy thôi. Ok. Rồi sao cái chuyện quan trọng ở đây, cái chuyện quan trọng của bài kinh trước là gì? Bài kinh mà bảy du sĩ là cái gì, nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở chỗ là, tôi nhắc lại nha, bài kinh mà bảy du sĩ đó nó quan trọng ở chỗ là muốn đánh giá, muốn nhận thức cái gì đó thì ta phải cần đến một cái bối cảnh tâm lý thích hợp, một cái điều kiện ngoại cảnh thích hợp, chứ chúng ta đừng có vỏ biền, đừng có ẩu tả ẩu xị, tiếng Việt Nam gọi là ẩu xị đó. À, quơ đũa cả nắm hoặc là dựa vào một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ ha rồi đánh giá bừa bãi một con người hay là một sự việc thì không, không nên. Bởi vì sao? Là bởi vì chính những thứ ta thích, những thứ ta ghét đó, nó tạo nên nhân cách và định phận của mình. Và nếu mình thích cái tào lao mình hoặc là mình ghét cái mà đáng kính đáng quý đó, thì chính cái ghét nhầm chỗ và cái thích nhầm chỗ nó sẽ làm cho con người mình nó đi lạc đường nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Cho nên là phải cẩn trọng trong cái chuyện lựa bạn mà chơi, lựa thầy mà theo đó. Rồi ở đây cũng về qua bài kinh số 2 này, nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở chỗ là anh hãy nói cho tôi biết anh thích và anh ghét cái gì thì tôi sẽ nói cái con người của anh nó như thế đó. Bài kinh này nó nhiều ý lắm. Ý thứ nhất là Đức Phật ngài dạy rằng trong năm trần ấy thì không có cái năm trần cảnh ấy, sắc thinh khí vị xúc không có cái nào là số 1 hết nha. Tùy trường hợp, tùy cái khuynh hướng tâm lý chúng sinh mà cái nào là số 1. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái thảy đó là ở đây có hai chuyện mình phải nhớ là đối với người họ thì đàm thì hôm nay chúng ta có dịp để biết rằng thì là cái gọi là cảnh tốt hay là không tốt là nó được biết bằng cái tâm nào tôi ngủ sông thức nha. Đó là một bài học A Tỳ Đàm trong một cái bài kinh tạng. Điều thứ hai đó chính là ngay kể từ bây giờ khi mình đã là một người Phật tử rồi thì phải luôn luôn đọc niệm cái câu thần chú này. Những gì tôi thích, những gì tôi ghét, nó sẽ tạo nên cái nhân cách và định phận của đời tôi, cho nên tôi sẽ phải cẩn trọng, vô cùng cẩn trọng nha. Bởi vì cái chuyện mà mình thấy mình thích chân diện, mình thích ăn ngon, rồi mình thích giao du với thằng Tèo mà không phải là thằng Tí, con Lan mà không phải là con Hương, mà thích chơi với con Cúc Toan, mình tưởng nó bình thường nha, nghĩ nó bình thường nhưng mà nó không có bình thường đâu, nó không có bình thường đâu, nó quan trọng cực kỳ và cực kỳ quan trọng nha, quan trọng lắm, nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Bởi vì đó là mình cứ tưởng rằng thì là nó là cái nó là chơi qua đường thôi, nhỏ bạn, nó thằng bạn nó thì thích thì cuối tuần gặp nhau có gì đâu mà không phải,
chính nó rò, nó rủ rỉ thầm thì, nó làm cho mình tan nát cái mình không hay. Các vị cứ biết trong một cái triều đình ấy, bên cạnh ông vua bao nhiêu là văn thần võ tướng, bao nhiêu là cái đầu óc là trác việt tinh hoa à. Nhưng mà các vị cứ biết nhiều khi những quyết định mà nó mang cái tầm quốc gia đó mà nó ngu hơn heo đó là do ai, do đâu có, là do ông vua ông nghe thằng thái giám, ông nghe cái thằng thái giám nó chết chưa đó, thì ông xem nó là bạn mà ông chính ông cũng không ngờ, ông là quân vương, ông là đứng đầu trong họ mà ông đâu có ngờ rằng cái con nhỏ quý phi, cái con nhỏ mà sủng phi, mà con nhỏ mà ông kết nhất, ông mê nó nhất, con nhỏ đó chỉ nhất bẻ đôi nó không biết đó, nhưng mà ngày đêm nó cứ bệ hạ nó rủ rỉ cũng chết dịch nha. Rồi cái thằng thái giám là coi như là cái thằng nó là mình quyết thái giám là không có nào là vậy đó, mà nó rủ rỉ ông cũng chết. Ông đưa những cái quyết định mà động trời, ai mà đọc sử Tàu thì biết nhà Minh á, lúc mà thời Minh Mạt á, Minh Mạt là mấy làm sao ta, đâu mình biết cái chữ Mạt biết không, giống như Lê Sơ là bắt đầu đời Sơ, mà Lê Mạt tức là sắp cuối đời Mạt, thì bên Tàu Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh các cái triều đại đó, thì cái đời nhà Minh nó lúc mà nó gần kết thúc thì coi như mấy thằng cha mà thái giám mà là coi như là mấy cha nắm hết. Cái ông mà Đông Xưởng mà Tây Xưởng đó nó đấu với nhau, rồi mà hễ nó đấu với nhau là ai chết là dân chết. Mà vua Sùng Trinh thì coi như là giống như một con gà mái, hoặc giống như gà trống thiến vậy, không có biết gì để ăn, là cứ lo và hưởng dục ở trong cung, mới biết ông tỷ mốc vậy, cứ trăm thứ là giao cho hết cho mấy 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 anh chàng đó. Mà mẹ thấy dám cứ anh chàng mà tôi cũng không muốn đâu, mấy kia mà anh nàng là đúng hơn. Cho nên hãy nhớ trong đầu của mình đó là ta có là ai đi nữa thì cái gì mà ta đam mê, ta thích thú, ta tôn trọng, ta nghiện ngập những cái đó nó quyết định toàn bộ cuộc đời của ta. Ta hãy cẩn trọng, đừng để mình là ông vua mà phải nghe lời thái giám, đừng là một ông vua hôn quân mà nghe lời mấy cái sủng phi. Mình hãy là một con người sống giữa đời này, đi bằng chân của mình và nhìn bằng mắt của mình, suy nghĩ bằng óc của mình nha. Chứ còn những thứ mình ghét, những thứ mình thích coi chừng nó chính là cái mầm họa cho tương lai. Mày nhớ cái đó nha, mày nhớ cái đó quan trọng lắm. Cái bài kinh này nó nói chuyện đó, bài kinh này nhắm đến cái chuyện đó. Hãy nhớ quan sát, hãy nhớ lưu ý cái gì mình thích và cái gì mình ghét, bởi vì chính cái những cái thứ đó nó quyết định nên cái cuộc đời của mình nha. Tại sao mà có người đã thành chánh đẳng giác và đã niết bàn viên tịch, mà tại sao mà mình còn trần dần ở đây, thinh văn mình còn leo lên chưa tới, là sao? Là bởi vì từ vô lượng kiếp xưa mình đã có những cái chọn lựa nó quá tệ đi nha, nó quá sức tệ đi. Chính Đức Phật Nhiên Đăng là thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ Xuất Niết Bàn. Phật Nhiên Đăng đã niết bàn rồi, rồi Bồ Tát Xuất Niết Bàn thành Phật Thích Ca cũng đã niết bàn rồi, ngài thành Phật xong ngài thọ ký với người khác, còn mình thì sao? Mình thì có những ai thành Phật rồi, ai niết bàn rồi mà mình vẫn còn ngồi trần dần tù lù ở đây, là tại sao? Là bởi vì vô lượng kiếp xưa mình đã có những chọn lựa không có ra cái giống giải gì hết, cho nên hôm nay mình vẫn tiếp tục còn ngồi ở đây. Và nếu mà mình tiếp tục thích những thứ không đáng thích và ghét những thứ không nên ghét, thì coi chừng 80 A tăng kỳ nữa mình vẫn tiếp tục là những người vào trong một cái vô thoát, một cái râm vô thoát nào đó để mà tiếp tục nghe nữa, cứ như vậy thôi này. Cho nên cái chuyện mình thích mình ghét nó vô cùng quan trọng, đáng nó vô cùng nó quan trọng, đây không phải là để mình thờ nó mà mình phải cẩn trọng. Bởi vì sao? Vì như chúng tôi vừa nói hiện nay, trong đời của mình nó có tới vô số những cuộc bầu cử, những cuộc bầu cử nó mang cái ý nghĩa chính trị, nhưng có những cuộc bầu cử nó mang cái ý nghĩa văn hóa, tôn giáo, tâm linh nha. Những cuộc bầu cử đó nó cũng không kém phần quan trọng. Mình bầu cái thằng cha này nó làm thủ tướng, làm tổng bí thư, làm tổng thống, đúng, cái đó cũng quan trọng. Nhưng mà cái chuyện mà mình chọn bạn để mình chơi đó cũng là cái một lần bầu cử vậy, nó cũng là một lần bỏ phiếu vậy nha. Tại sao mình đi mua món đồ mình không vô cái tiệm A mà vô cái tiệm B, đó cũng là bầu cử nha. Tại sao mà mình buồn buồn mình không nhớ thằng Tèo mà nhớ thằng Tí, đó cũng là bầu cử nha. Tại sao cuốn sách này mình lựa mình đọc mà không đọc cái loại sách kia, đó là bầu cử. Tại sao mình đi chùa này mà không khoái chùa kia, đó là bầu cử nghe. Rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Ok, mình làm tiếp thêm một bài kinh nữa, đó là bài kinh ăn nhiều. Kinh ăn nhiều
Bài kinh này nè, nó mình gọi là bài kinh Diet cũng được, Diet Sutra. Trong luật cái trong luật nói rằng là vị tỳ kheo đó nên dừng, nên chấm dứt bữa ăn khi mà sắp no. Và tôi thật tình đó là tôi rất là hoan hỷ và cùng với một cái sự sửng sốt khi mà sau này tôi đọc báo, đọc sách, tôi mới biết ra là cái phép dưỡng sinh mà khoa học bậc nhất đó, người ta cũng khuyên mình, ngay cả bác sĩ cũng đồng ý là đừng bao giờ ăn quá no nha, đừng bao giờ ăn quá no. Từ bên Osawa mà cho đến bên yoga thì họ cũng khuyên mình nên đừng có mà là ăn quá no. Ngay cả bên võ thuật, khí công, dưỡng sinh, anything trên cuộc đời này, bất cứ một cái trường phái dưỡng sinh nào thì người ta cũng khuyên mình không nên ăn quá no. Bài kinh này tôi biết nhiều người cô thường nghĩ là bài kinh mình là học đạo giải thoát, là mở bài kinh ra là phải thấy hào quang chiếu diệu, mở bài kinh ra là phải thấy nào là bát chánh đạo thất giác chi nha. Chứ còn bài kinh gì đâu mà nhìn vô cái ăn uống không có đâu hay, nhưng mà sai sai bét. Trong lực nó một vị tỳ kheo đó phải cẩn trọng trong cái ăn, trong cái uống, là vì sao? Là bởi vì mình không khéo đó là mình lăn đùng ra mình bệnh, thì lấy cái gì mà duy trì cái phẩm hạnh đây, nó lớn chuyện như vậy không nha. Ăn uống phải cẩn trọng, giống như lựa bạn mà chơi, lựa món mà ăn, và đồng thời ăn đúng món mà ăn quá cái mức cần và đủ cũng không được. Cần là sao? Là cái món nó cần cái cơ thể của mình, nhưng mà đủ là sao? Đủ có nghĩa là không dư và cũng không không thiếu thì gọi là đủ nghe. Cái chuyện quan trọng nhất có thể là mình nó có cái quen rất là tệ, đó là khoái thì là ăn cho nó đã, ăn cho nó ngập mà, ăn cho nó lòi chành bé bữa, ăn cho cái bụng nó trang ban ra rồi nó nặng nề. Mình ăn mà nó quá no như vậy đó, đi đứng nó khó khăn, nó chậm chạp, rồi lỡ mình cần uống nước rồi là chỗ đâu mà chứa. Nghe nó bình thường nhưng mà nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Thêm nữa là trong thanh tịnh đạo, cái phần mà giải về định, trong đó có nói có hành giả nhớ né cái bệnh này, nhớ né cái tình trạng là phát tác sấm mà đã. Làm ơn ghi dùm tôi cái chữ này, chữ này quan trọng lắm nha. Nếu mà vô đây nghe chơi thôi, giống như đi nghe nghe nhạc thì thôi trùm mền ngủ đi nha. Còn nếu mà mình có ý mình nghiên cứu tìm tòi thì nên ghi câu này: phát tác sấm mà đã. Sấm mà đã là say, phát tác là cơm. Pháp-tá-xa-ma-đá là một cái thuật ngữ để chỉ cho cái tình trạng mà gọi là đây, trong này nó có cái chữ đi, pháp-tá-xa-ma-đá là hệ đứa cô có thấy hay không, lấy giùm tôi chữ đó xuống giùm để ngày mai tôi đi kiếm con chuột nha. Bây giờ tôi không có lấy, có thấy cái chữ pháp-tá-xa-ma-đá hệ đứa cô không? Rồi chết hết rồi, lấy cái chữ đó bỏ ra giùm. Rồi là cái chứng say cơm, mà cái trước cái chữ đó là phát tới Bari là hồ, có nghĩa là cái trục trặc, cái mệt mỏi. Bari là hồ là mệt mỏi, ngày Minh Châu người dịch là nhiệt não đó. Minh Châu người dịch là nhiệt não. Bari là nhiệt não do ăn uống là làm sao, tức là do bị cái chứng say cơm. Cái nghĩa mình ăn làm sao mà mình để cho phát tới Bari là hồ, là cái tiếng nhiệt, cái sự nhiệt não đó, nó phát sinh từ cái chuyện, từ cái bữa ăn của mình nó tệ lắm. Ăn xong nó lình bình, nó ăn nhầm cái món khó tiêu đó thì một chút đã khó chịu, mà dòng cái thứ mà nó giọng cho một bụng mà trang ban nó còn khổ nữa nha. Mà nhất là tỳ kheo tu nữ ở một mình độc cư viễn ly mà bị bệnh hoạn thì ai mà lo đó, mà tưởng bệnh trên trời rớt xuống, bệnh nan y tuyệt chứng thì không tức. Và đằng này những cái mà mình một thân một mình mà mình bị bệnh là khổ, mà cái bệnh là do mình bất cẩn trong việc ăn uống thì thảm lắm. Nó thảm lắm. Cho nên ở trong đây Đức Thế Tôn là có một lần đó nghe ông vua Pa Tinh ổng, tôi nhớ đó là bài kinh này là bài kinh coi như là vắn tắt, có một chỗ cũng bài kinh này mà được nhắc lại đầy đủ hơn. Có nghĩa là ông vua Pa Tinh ổng vừa ổng hầu Phật sau bữa ăn, ổng nói: Bạch Thế Tôn, trong thời gian gần đây nè, cứ mỗi lần ăn cơm xong là con không có an lạc, cái mỗi lần dùng trưa xong đó là con không có an lạc, mỗi lần dùng sáng xong con không được an lạc, mỗi lần dùng tối xong cũng không có an lạc, người của nó mệt mỏi, nó giả dự sao đó. Thì lúc đó Đức Phật đọc cái bài kệ này: con người thường chánh niệm được an biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh và chậm tuổi thọ dài. Thì vua ông nghe Đức Phật nói cái bài kệ này xong, ông hiểu liền, ông mừng lắm. Ông mới xoay qua ông nói với cái người mà hậu cận,
Ông nói bây giờ từ đây về sau mỗi lần mà chậm ăn á, ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ăn khuya gì kệ chậm, mà cứ thấy mà chậm mà chạm tới thức ăn thì Khanh phải đọc cái bài kệ này lên. Đã, thì cái người hầu nó cứ làm theo lời ổng, mỗi lần mà ổng vừa chạm đũa một cái đó là người hầu đọc cho ổng nghe bài kệ này, nhắc chừng ổng nha, nhắc chừng ổng ăn ít thôi, nhờ vậy thì già chậm mà cái tuổi vì tuổi thọ nó cũng dài, rất là hay. Rồi mà ổng cảm kích cái đó, đó cho nên ổng mới thời nó ổng mới nhớ về Đức Phật, mà ông nói là Đức Phật đã thương mình cả đời này và cả đời sau kiếp khác. Đức Phật không chỉ là đạo sư cho mình về đời sống tinh thần mà ngài cũng là bậc thầy của mình về cái đời sống vật chất thể xác, là chỗ đó đó. Thì bài kinh này nói cho mình được hai cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất là cái sự chừng mực trong đời sống vật chất, mà đồng thời cũng là một cái gợi ý quan trọng cho những cái nhu cầu khác của đời sống nha. Chứ mình đừng, bài kinh này không có dừng lại, không có dừng lại ở cái đời cái chuyện ăn uống đâu, mà còn là gợi ý cho những chuyện khác, là trong đời sống vật chất mình chỉ nên dừng lại, luôn luôn nên